Mọi người nhé, hôm nay mình vậy mấy thằng em đi lên cái rừng này lượn thịt vịt nha mọi người. Đấy là tuần hai. Đây là thằng em đang đi rửa con vịt. Vịt rất là to lắm, vịt mấy cân mét. Còn mình rửa rồi cháu vào quẻ lượn mọi người. Quẻ rất là dài luôn. Lúc đấy nhìn bẩn bẩn tí. Bên kia trong hơn. Còn mình rửa sạch sẽ nha mọi người. Đó, mọi người xem con vịt đó nha. Rất là to luôn mọi người. Còn mình bây giờ chuẩn bị lên nước nha mọi người. Đây là củi thủ đứng bừa củi nha mọi người. Bây giờ bọn mình gặp giá vị nha mọi người. Giá vị thịt thịt lợn. Rửa tay sạch sẽ. Đẹp đẽ. Thưa mày cái đi. Chắc mình chẳng nghe mấy chị cơm rơi. Tài. Chạy nhìn đầu gớm đi 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 đi. Nhìn chuyên nghiệp mày. Chứ bọn mình đợi cùi chạy thanh thản thôi, bọn mình đi nượn nha mọi người. Xong rồi, xong rồi bọn mình đi 2 giờ về rồi cho mọi người. Bây giờ thế không? Không, người đợi. Đợi chạy thán chạy xong nhân mình nượn được ăn 12 giờ đêm về nha mọi người. Chưa đi ngủ đấy. Không phải đợi cho nó thanh thản nượn thơm. Bạch. Đây. Không vừa bắt được không? Bọn mình rửa cái ruột nhưng mà cạ nó lại nó ăn nha mọi người. Đủ thấy cạ không? Bây năm ngoái thì bị bói nó hột hơn. Có luôn. Nó còn vừa lại được. Chơi cái tùng con. Luôn mẹ nó mệt quá mi ơ. Chi mu. Mưa nặng nó chi. Có mi nó mày. Nó từ từ trời. Trời ăn ruột đây. Cảm ơn mượn rất là nhiều. Ăn hết rồi trời. Rất hết luôn. Dĩ bò chứ thả già thả cái rọt đó trong dơ lên dịnh đến mà. Thứ phát. Quăng cái đó nó lối ra ngoài. Mình đừng lối ra ngoài đi hát. Thưa lối. Trời ơi, cá ăn cái rọt ruột ruột vịt. Trời.
cạn này. Mưa nó tạm nó hoạt đi. Trời đông mưa đó mọi người ạ. Trời máy chuẩn bị đông mưa rồi, chắc bọn mình lên nượng nhanh nhanh mà về nhà mọi người ạ. Chứ không là mưa không kịp về ướt hết người. Lên nượng nhanh mưa. Có than chứ? Căn thủ chuẩn bị. Hả? Căn thủ chuẩn bị nượng nhá. Đi. Dập lưỡi bê bưới ra đi. Còn mình chuẩn bị đây vô đi, Rồi. Giờ bọn mình đặt con vịt lên chuẩn bị nượng nha mọi người. Nặng đi than đi. Chặt nó ướt nhìn đi. Mày nhìn vô có đồ. Vịt được đặt lên bếp lửa cho mọi người. Tao mày phụ là chịn ạ. Tầm khoảng 10 phút đã chịn nha mọi người. Bọn mình bây giờ nượng nhanh nhanh mà ăn chứ không là trời mưa mọi người ạ. Trời sậm râm râm đây rồi. Mấy mọi người đây? Không chạy đâu. Chạy được. Chạy rừng nụ. Chạy rừng. Dập liền đâu. Mình chọn hôm nay trời đẹp nhưng mà nó gần mưa mọi người ạ. Thế là bọn mình nượng hồi để về thôi. Đây một nhân tài dự đoạn chuyện tương lai ấy. Leo nụ chín nặng còn ở dưới nâng ca lơ mưa. Quái ô rồi chạy chân đây. Chịu mang được chứ lừa rồi. Đi tài mình cũng chịt rồi cũng cầm cái quẻ. Để anh nghiên cứu chứ mà. Cầm cái quẻ em đến chạy thôi. Thôi lừa đi cũng chạy là. Đi xoay cùng thôi chứ xoay bê khác ấy. Thán nâng thán gì? Như thán muốn phụ cội phát lừa. Bỏ bên đi tuần này bỏ đó. Bỏ ngáng gặp nữa ngáng cái. Trời sắp ung ung rồi thật rồi. Không sao. Mong tí đi. Lần sau chừa nhá. Đẹp nó tôi đẹp. Tỏi ông độ dùng lượng chị đi. Thầy nằm trên đây dùng lượng chị thôi. Nhưng mà đến đây sử lượng quân Việt cho mình. Hai xì cái lôn, hai cù dù, hai cù. Hai trái. Gì trái bia chứ không được. Chị xì thì trái. Hai lồ. Hai tiên. Trời ơi, mờ rớt tay. Nhưng mấy một cụ hai trái. Này. Bánh này quẹt. Đưa trả được lòng, trả được đạn. Hai trái. Người ta ơi. Rồi về ổn được trả. Gà trá nó như thán, trong thán đi là đụng. Rồi. Ta không chịu đâu. Bấy nó lừa từ. Chịu rồi. Anh hơi đen thôi. Đừng thán. Chạy. Chịu chấm nhấn lên đen thôi. Hơi đen. Đen mà tóng đẹp chứ. Đây. Bên đi đen đen đây. Bên đi ra đuôi đó. Bên lưng nha. Đưa bên khác đi. Mình đâu chưa? Đuôi không sai, đuôi ra đuôi dư dư mình mới ấp ra. Chạy đuôi. Giúp lưỡi phân. Trời ơi, đen đuôi. Giúp lưỡi đi. Cắt nơi ra để nắm. Mọi người đang cố gắng dạy quyết tình huống vịt chạy nha mọi người. Nượng đi cách chi view hơn là đúng. Vịt trước là chân đơn chính nhập. Do tầm tháng nào. Nước review là lung lên đúng thôi. Tầm tháng này. Là tôi chụp lửa. Dập đi. Dập thì mãi. Không dập được. Dựa dọn không dập được. Tí. Ở cắt cái khúc ra này. Rồi tuyệt vời này.
chưa đi ở đó chị tướng gái ấy mà mấy con vật quanh nam đuôi nó đuôi đuôi đen vịt bọn mình nha miệng lửa nó hơi đen mọi người, nó bị hơi đen trụ rồi. Nghe chim phân thì đen nó đi. Để ăn đen được. Nhiều. Mờ rất là nhiều nha mọi người. Mờ nó chạy 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 xuống kia mọi người. Đâu đâu là ăn cái đi đâu. Mời chạy lên trù. Cho mời chạy lên cái đi thôi. Có giòn không? Chắc là không giòn. Giờ bọn mình đi rửa cho chuột nha mọi người. Giờ chuột để chuẩn bị ăn với thịt vịt á, thịt vịt gan chín rồi. Nám đây, cầm rửa đây. Đây chuột đấy tao rửa. Đá cái phần đá cái hồ này rửa cho mọi người. Nam Nam đá rửa này chị hôi ăn. Đấy nha mọi người. Đây là 1, 2, 3, 4, 5 quả. Này woo! Giờ chuột đang lanh lanh giữa sóng nữa mọi người ạ. Lại lầm 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 cho chuột này lên. Lầm cho chuột, lầm cho chuột. Không bơi cho lặt lên đi. Rửa đi lặt đi. Rửa lặt. Lặt quá đi. Cầm đi thôi, cầm đi. Cho mọi người xem cận cảnh con vịt chín nha mọi người. Mặc dù hơi hơi đen nhưng mà vẫn chưa chín. Có cái báo. Báo ạ. Chú mọng lè lẹt này. Mọng lại ơi. Này biết xe. Nó đang mọng mọi người. Trời ơi, mọng này. Chị lầy. Trời ơi. Mặc dù phía ngoài bọn mình lượng nó gần đen thui rồi nhưng mà. Xe vẫn đứng đỏ mọi người ạ. Coi cân chị. Đỏ, nó đứng đỏ này. Đâu thằng Nam ăn tạc đen rồi. Đen đấy cái mí làng. Đỏ mọi bọn mình lượng hơi sai bay đâu mọi người ạ. Nguy hiểm. Chắc là phải nượng thêm 10-15 phút nữa mọi người nhé. Cạnh trời rồi. Đỏ. Cái chỗ một phân. Nượng nhìn được rồi, đứng mạo rồi. Thằng cầm trại cho chuột đi. Hỏi được thì cầm. Đưa cho thằng cầm trại. Bây giờ bọn mình đi chặt lá chuối nha mọi người. Chặt lá chuối để chuẩn bị trải ra đất ấy, xong bỏ con vịt lên để ăn nha. Đi về tha nghèo đấy nha mọi người. Bố đi chuồng luôn. Bọn mình phải xuống tận thế kia để chặt lá chuối cho mọi người. Trong chắc là phải vô nhà họ xin lá chuối. Mô thế ơi, lại cái đi vứt đi. Xin lại đi xin. Trời ơi, nước to rồi. Đỏ ra. Mô, ôi, trời ơi, trời ơi. Nói bùi lắm. Ở đây có cái mướng rất là mát nha mọi người. Đấy, chiều chiều bọn trẻ con hay ra đây tắm đấy. Nước nó tan lên đường luôn mọi người. Gần tan lên đường luôn. Mát thôi, sợ rồi.
Nước rất là trong đó mọi người. Mát ơi. 1,5 chặt chặt cây. Chặt cây đi dính không? Dính không? Có cái này đó đây, cái lạn đẹp đẹp đây. Ở đây này. Ơi, hai lạn được. Lạn ở bên lạn này nè. Còn mình chặt cái lạn này nha mọi người. Chặt lên chui để mình dính không em? Dính không? Hai hai cái nó chặt chặt cái cây luôn, chặt gì cây luôn. Phạm mấy cơ. Con đuôi. Chặt chín cây luôn đi. Đi vừa hoài, đi chín vừa hoài. Mà thầy không trợ anh tạm đấy mà. Không trợ cái lại nha mọi người. Xuống em. Không xuống em á, em đứng lên ngực thôi. Em thì đứng ngồi gói lên mô không? Đứng ở đây nữa. Đâu kia su hơn đâu. Còn mình chặt được ấy là hai tao là chuỗi cho mọi người. Bên này hai tao nhỏ nhỏ là bộn tao nha. Đấy nha mọi người, bọn mình lượng khả lâu rồi nhưng mà nó vẫn thịt đứng đỏ mọi người ạ. Có vẻ là hơi đen rồi. Cho anh Lê Phương Nam nước đúng cách và cải kết. Cải kết là thành cải kết là ngoài rồi. Ngoài chạy còn trống đồ lưng. Trời ơi. Tất nhiên giòn đấy. Cạnh như là mè. Tí nước trong rồi cao. Chị đấy rộ hình. Chị ngồi chín. Chị này. Nhìn đen này. Không muốn sợ nó bùng. Dư chiều rưỡi rưỡi tháng hiện rồi. Không chị thôi. Đi, lại là dắt xe đi. Tin tưởng chị thôi. Còn mình bây giờ lại đăng ký ăn nha mọi người. Đấy, đang trên cái bờ đập kia nha. Mà dắt xe lại đâu nữa. Chắc là không giòn đâu. Còn mình bắt đầu ăn nha mọi người. Tôi quay nó. Bắt đầu xẻ con vịt ra. Hơi đen mọi người nhưng mà cũng rất là thơm. Chịn rồi, hey. Mềm rồi mọi người ạ. Nhìn rất là mềm rồi. Mấy bít được vào này. Nó còn ngon cho nhiều bước. Ồ. Một vàng to nhất này nó. Không không ngon cũng loại là ngon nhé. Này cũng ngon lắm. Đây, đây là thờ xè vịt. Rất là chuyên nghiệp và rất là nặng hồi luôn, chắc con này rất là giòn luôn mọi người ạ. Cũng giòn lắm. Cũng giòn lắm. Thơm ơi. Thơm lắm nha mọi người. Mọi người xem. Công quay chắc không rút. Thôi rút. Cạn đâu. Cạn rút đây, cạn kiểu gì. Rút đây chắc cũng được. Nam xuân lạc phùi ăn liền. Rút đây là kéo mạnh ấy. Thành viên nào thích ăn phao câu giơ tay lên. ODA ăn phao câu nhá. Phao câu hơi bị tỏ đó. Ăn là phạt hai chứ. Mắt là chỉ cần những cái chặt được. Chắc đời ngồi nó chặt được. Ủa rồi nó sắt lật lạt mỏng mỏng ăn thôi rồi luôn ạ. Thôi rồi sắt. Đấy. Đây là tám bò lé là đinh nhổ. Là đinh nhổ đã bị. Ngon mà cái kiểu là tám bò chơi đây đây rồi. Nợ rồi kiểu đang khen ngon. Ngon. Chuẩn bị rơi ban tiệc chuộng vậy này mọi người, cho nó rồng về ăn nha mọi người. Đây. Anh em bắt đầu chiến đấy. Chiến. Không thơm đâu rồi. Chắc có lẽ không thơm đâu nữa. Quán mua anh thử ơi. Chà. Ăn đi. Tay mi à. Đổ ra hai nơi đi. Ngon không? Rồi. Thử review với miệng ai ăn đi. Mình thử miệng cho mọi người. Chắc là ngon lắm. Ôi rồi. Tốt năng cô chị không?
Rất tuyệt vời mọi người. Rất là ngon mọi người. À cái này mình bùi chuối thật to lắm. Đâu tới nợ mình biết điều à. Nhìn hàng 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 với lại nhìn đâu tí. Mời mọi người mạnh đấy nhỉ. Mời cái nhà nó có ai không? Của mình để đây là kết thúc mọi người ạ. Nếu mọi người thấy vui và hay thì cho mình một đăng ký kênh nha, một like và chia sẻ nha. Cảm ơn mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người.